Am Tausum. Phải tự lên rồi nhá. Đếm thì mình cần ba con một e năm. Mình cần từ từ nhá, mình lại công cuộc bài toán này. 5 6 6 này, 7 8 9 10 11 12. 12 này. Con này tự lên rồi nhá, không cần nữa nhá. Này thì kiếm vào ôi group like đúng không? 12 nhân 5 52 là 10, biết không nhớ 1 1 5 5 nhưng 60 con. Con ở dưới hàng hành có 5 10 15 20 25 30 25 40 45 50 55 60. 60 hơn 60 con. 60 con một chút, vậy là mình sẽ có đủ. Bây giờ mình sẽ tiến hóa lên con cầy nhá. Con sao thì mình sẽ cày sau, bây giờ mình cày 5 sao trước nhé. Ok, tranh thủ đi đánh ấy đi, ra đây quên này. 34 cấp. Cái dễ mà. Cho. Tại mình để auto ấy cho nên nó hơi ngu một tí. Kéo hiểu sao cái auto đấy. Thế sao kia sao quái nó không ra chiêu nhỉ? Có hiểu vãi đái. Hiểu vãi đé anh em ơi. Nhưng có thấy là đây. Kiểu nó còn nguyên nên đéo dùng. Hay bị đần à. Là kiểu như là khi mà auto thì quái nó sẽ ngu hơn là mình đánh tay. Được. Ăn thành xong trận đấu liên tục rồi anh em ạ. Hiểu. Là thua nhỉ, sao mà nhanh thế được. Tôi bấm xong mà. Ôi chưa kịp đánh boss tầng 90 rồi. Con này con duy nhất có thể là sống, con này độc đủ hết rồi. Này có thể là con duy nhất không đủ độc. Tôi nó đi chết. Ai bình thường nó combo chỉ đơn giản này thôi, vào phát này. Phát này. Full không gì đồ à, cái. Cái con này cũng như vậy, cao đấy. Cao anh em ạ. Đi cho được. Băng này. Que này. Với cái con này thì tôi rất là thích chơi con lửa này này. Cái con này tất cả hiệu ứng có hại ấy nó sẽ nhân với 5%, sau đó nó trừ cái chiêu mà được nâng cấp tiến hóa ở nó ấy. Đây anh em tưởng tượng nhá, 5% đúng không, 5 20, đây là 25% nhá anh em nhìn này, nếu mà thêm đi đây nó sẽ là 30% đúng không, giật này 30% máu bay đi này, cụp này đó đó, theo hiệu ứng có hại gây ra của kẻ địch mà khá là mấy cái con đấy. Hai là nó còn có xóa hiệu ứng. Vừa ra dáng tướng. Để hắn. Yêu lắm nhỉ. Đọc.
chết rồi ấy. Bọn này mình coi như người đã chết rồi, tại vì độc tí mà đốt thì chết luôn rồi. Nên là mình không có ý định là động động vào chúng nó nữa anh em ạ. Và bây giờ chỉ có cái con hệ lai này này. Nó chưa đủ độc đấy. Chưa đủ độc, chưa đủ độc. Chắc là phải đánh. Này đủ rồi này. Con này khả năng là chưa đủ này, đấy, rồi giờ chắc đủ. Chắc ăn nhá, thì đến tơn con này đúng không? Thì mình đánh này trước. Thế là chắc ăn, con này thì chết chắc rồi. Cầm cũng được, dễ. Thế còn lại chết hết rồi. Bớt thôi. Đánh mình đang tích hồi chiêu ấy. Không dùng chiêu gì cả, chỉ để nó tự chết thôi. Đó, tích hồi chiêu. Còn vào chiêu này đóng băng anh em hiểu. Đấy, anh em thấy không? Du khích. Tổng dư. Bót đi. Dòng bót này tí một mình thì nó ngu lắm anh em ạ. Cho nên là cứ đánh chết mấy con xung quanh trước nhá. Ôi cuộn đầu đấy. Tổng này khá kinh nhở. Chút kích đi là đẹp. Độc bọn này nhiều lắm. Có cái con này là con khó chịu nhất thôi. Anh ngất tách. Ra là bình thường mình không hay làm cái trò cúp hiệu ứng như vừa rồi đâu. Bản đi thoảng. Thì nếu mà búp cái hiệu ứng như vừa rồi anh em, có thể là mình sẽ tự bóp mình ấy nha. Được cái này đi. Cầm một phát này đi. Chết luôn mà. Ừ nha, cái đoạn này quan trọng này. Con này. Lấy cái này đi. Con này nó chỉ có búp chiêu thôi. Ôi chết rồi, từ từ nha. Cầm mới em ơi. Bót là xong rồi. Để nó tự chết em nhé. Ô mày lắm thế. Úi xồ. Ôi giời. Ôi làm trò làm hề kìa. Con này phải slow lại nha. Có tí đánh chết con này mình nhá. Thế rồi, auto đánh như thế thôi, còn lại có thu thôi. Này có quả được 10% máu boss này. Úi đấy. Úi khiêu khích nữa. Đấy, phát sau dầm là được 15. À 10%. Boss thì chỉ được 10% thôi. Quên mất tầm vài phát như thế. Lại đi, chắc không cần quan tâm rồi. Được cuộn đắc lai này. Có nên xăm luôn không? Đoạn này chắc auto thôi. Đây là toa hát á, đánh khó phết anh em ạ. Toa hát á. Team này mà đánh thì nó dễ quá. Còn lại một tay thì cũng dễ. Bot đi thì giảm slow ấy đi. Cần phải có cái thằng kiệt sức này. Slow lại con bot anh em ạ. Như là nếu mà nó slow ấy thì bot đi chậm vai đẻ mà đi chậm thì mấy turn nó mới đi một turn nữa. Đâu cần slow. Ủa, đẹp. Ăn đòn sụp qua đấy chứ.
Để lâu được chưa? Được. Còn sực ba ngon nữa. Nào. Lại có cái đòn sượt qua thì con này đấy, con này dầm đá nó sẽ đau hơn. Đánh kết liễu boss hơn. Này con boss này không đánh được rồi, 5 đánh 1 mà mình có heal nữa. Rồi tới 2 heal lận, con này heal mà. Cách nào nó win được á? Được nhưng mà là Mai win. Mai thì win. Attack speed. À, attack SP. Ui. Đó là đây. Bot. Bot này không ăn thua. Chấm hát thôi nhưng mà chấm hát thẳng tiến rồi. Ừ, về lại kia đã. Ai nhận luôn 12 tiếng đi. 2 tiếng. Ai nhận luôn 24 tiếng chứ. Được. Cái này. Điểm này thì mình sẽ được cộng cái gì nhỉ? Quên rồi đấy. Hạng này thì mình sẽ được cry. 5 cry anh em ạ. Bình thường là mình cũng được mấy cry mà ta. Cry thôi được. Ôi, em ơi. Tiếp tiếp nha. Cục leo 100 hát xong rồi ra cái gì. Sao đấy hả game? Kiểu bằng cách thần kỳ rồi đấy, con quái nó không chịu kiểu ra chiêu luôn ý. Khó chịu quá. Vào cái con này nó không ra chiêu luôn. Rập rập. Phát nổ. Ram này nó vẫn thấy nhỉ. Ông nha, mình định mình sẽ build full full ấy cho bọn này xong tầm mắt dinh hay nó mới đau, càng nhiều độc càng tốt. Đau lắm tổng này đánh đau á, mình đang lo vô đẹp luôn. Vio thì lại làm phát nữa luôn, tốc không kháng hiệu vô. Video video lông con này chắc chết hết rồi ấy. Này bây giờ bắt đầu mình ngồi đánh mình tích chiêu này, tại vì game này nó có cái thời gian hồi chiêu ấy. Cái chiêu này ấy em cứ tranh thủ em đánh cái lượt này cho nó hết hồi lại hết đi. Ôi từ nhá, tới con nào đến tôi nào nhỉ, con này phải chết này chắc ăn thì làm phát này đi. Đằng nào con này chiêu không phải hồi, cái chiêu đó là nội tại anh em ạ. Ừ. Thật ăn đấy. Hết rồi. Sao được. Có. Mày. Chết rồi, bị mít hai con luôn mà. Ui. Mít ác vậy. Mít nó vừa vừa phải phải đấy chứ. Thế chết giờ đấy. Thế chết con nhà bao giờ đấy. Là bị kỵ hệ anh em ạ, cho nên nó mít chiều. Nhát quá. Quân. Bọn này bị hết đóng băng một cái nhá. Là chúng nó chỉ còn một tị máu thôi. Trong ba cái là còn tị máu này hả? Tiêm hại. Rồi xong chiến nhanh thế.
Cái dầm thì thôi nhưng mà đấy anh em ạ, cụt đi. Kinh vãi. Hộp. Đầu hộp. Ơ. Cái con này hệ lửa mà nó còn không kỵ hệ là sao nhỉ anh em? Không hiểu lắm. Ơ. Băng. Băng là nó lửa là nó kỵ băng anh em hiểu không? Là đáng ra là con này chiêu con này auto trúng ấy, mà con này mít mít hết chiêu luôn, này kháng kinh vậy. Nhờ. Kháng kinh vãi bìu ấy. Nó kỵ này, ví dụ đánh con này là con win này nó sẽ kỵ con băng này đúng không? Đéo hiểu sao lại như thế nhỉ? Sắp được đặt bom rồi nha. Ăn làm cái này đi. Thêm phần. Thêm cái. Tiến tơn một cái là con này nó hồ chiều rồi này. Điểm của em chơi đội hình này. Là đóng băng hết. Hai con này chết rồi. Đánh con giữa rồi. Sẽ để cái target con giữa cho con quái nó đánh. Nó dập đau ấy nhở, nó không phải bót cửa nhé, con này nó dập thì thôi luôn. Ừ thôi đau vãi đái. Đấy con kháng hiệu ứng đi hết. Quái rồi. Không nhở. Quái rồi, con nào cần cày không nhở? Con nào cần cày không? Bây giờ nếu mà mình build dị lên chắc là sẽ áp con này đi. Buồn ngủ quá à. Rồi game này bị một cái ấy, là auto quái nó rất là ngu. Đánh thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà auto nó ngu đấy. Chết hết rồi đấy. Trừ con này thôi. Trừ đúng con này. Đánh tay là sao, mấy con kia thì cứ để nó tự chết nhé anh em. Quan tâm mấy con kia đâu. Kia chắc chắn chết rồi. Đánh đi, hết quái rồi. Đọc mình. Băng. Ôi team này à, bọn này bị cái miễn nhiễm đóng băng rồi, không thể làm choáng này con ấy hệ like á. Con Lamander hệ like này này. Chết rồi, bọn này là bọn này cao tơ cứng con này. A à, nó cắn. Lâu lại đi. Cắn chết rồi, nó cắn chết kia mất. Vô nữa đi. Đi đéo vô nữa. Kia rồi. Thế nhở. Con này con được tiên luôn. Con kia mình rồi. Ấy.
cắn không biết luôn anh em ơi. Cái thế nhỏ. Đừng mất nữa đi, chết đi. Còn gì nữa. Quá. Quá. Nghe đồn là tháng choáng à. Ôi. Con đóng băng này anh em ơi. Đóng băng con chậm lắm ấy. Ôi chết tôi rồi. Băng cái cục luôn. Đau bụng quá là nhớ không tập trung được anh em ơi. Tôi đau bụng. Tôi đất à?
team này. Ok mình đang cứ cày hết bọn này tin đã. Cánh cụt cánh cụt. Yêu thương đang chào. Còn đấy những phút yêu thương. Lên rồi đúng không? Quách lên thôi chứ. Kháng thì chịu rồi. Được không được. Có hở vai ấy nhỉ. Này lên luôn. Khó lắm nhớ up. Lên lên. Level 5 khiến nó ghi tinh chiến thì ấy không không nhầm 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 nhầm
chết anh em ạ. Phải lắm luôn. À bị bánh gì ăn đại. À có bánh. Đói vãi trưởng. Căng nhỉ. Ăn vào nó phải đói nó bụng hơn. Với đông chích hốp ma thuật này, hốp này nhiều khi ra đồ ngon anh em. Đây nè chả ngon mấy. Ê ê trăm này, khách huyền thoại này, năng lượng tăng ra chiều 20 à, tạo ấn thạch cổ đại 3, ấn thạch cổ đại á, à rồi, nói vừa ai phát huyền thoại à, tạo màu đỏ đúng không, năng lượng không gian đa chiều à, chắc mình có 4 phát đúng không? Chế tạo này cổ đại tiếp này, chinh phục mê cung này. Tầng 1 đường mòn thiên giới heo tắm quá vai lái à, heo là kiểu tốc độ nó chỉ tầm 8-9 heo là đánh đâu.
một tầng này đã được cuộn rồi. Rồi. Mệt quá đau. Những người đó nào nhá. Tôi nhận. Có hai cột listen cả cái đống này mình sẽ tích thôi nhé. Level 5 nhưng lại chế độ auto nhưng mà đấy level 5 nhưng mà làm lại liên tục nè đấy quá lắm. Hát thì được. Ánh. Quá đấy. Mình còn 6 cái nhiệm vụ nữa thì mình sẽ xong. Thì đây 1 này. Đây 2 này, mấy cái này mình sẽ làm hết nha anh em nhé. 2 này. 3 này, đây 4 này. 5. 6 đi. Cái này được cộng 20 cơ. Lên x.
hai cái con đấy đã. Mình hai cái con tạo cái lên này. Em cho nó. Lên đang toe rồi. Để đánh lâu luôn. Mà mình đi đánh mấy cái con một sao nó nhanh lắm, update liên tục đấy, update ngày liên tục này. Lên đi win trước đi, kêu quan hệ win lên để đi ta 8-12 dễ đâu rồi nhở, lửa này cũng phải kêu này có nhá, không kêu vội đâu, kêu quan hệ win trước nhá. Đang chạy ở đánh arena trước đi, ê nhở khó nhở, đâm đi, đâm 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 đại đại đi anh em ạ, cũng không đến mức thua quá đâu nhở. Này á hiệu ứng nghi là đẹp cảm giác này luôn, ghép xong chết luôn. Chết tôi rồi, tôi rồi, tần thế nhỏ, biết thế dùng chiêu xịn đi, biết thế dùng chiêu xịn quả đấy anh em ạ, tiếp chiêu ấy, chiêu định dành cho con khác ấy, làm thu, thế thôi, xem coi, trời. Vô cùng sáng. Đi hát tiếp đi. Thua của dạ dỗi thế nhở. Tôi hiểu dỗi vai đái luôn. Đần. Cái con này nó không ăn CC à? Ăn CC có khó chịu chưa? Không bị ăn CC này. Đi ăn nằm tốc về. Đây. Rồi. Oh. Go Vivio. Go đi mấy ơi. Này có búp tốc nha. Ui. Ui ui ui. Này nó đấm phát nữa đi đấy. Tu kích. Ôi phải thế. Đi kìa. Không có hiu không? Có lượt hiu không? Mệt luôn. Con kiểu xì cứng. Ấy, hút máu ngon luôn đi. Này vẫn đến tôi nó nhở, giống như mình sốc thuốc cái nhỉ, đây đây này cho chắc lên nhỉ, để nó không con đâu, tại sau nữa cần cái mày quá. Nói chung là những cái chiêu nào có một turn ấy thì đến cái turn sau nó tự hồi luôn một cái đấy. Cái này nội tại của bọn này. Ôi không dính một con nào cô. Quá chưa.
Thế con này có dính không? Giảm tốc. Có kiếm nó cắn đau lắm ấy nha. Có nha. Khích. Tiêu khích. Ai luôn. Con mà kia luôn. Đặc điểm con này nó hay ở chỗ là nó có cái nội tại ấy. Nếu mà nó ra chiêu hoặc là kẻ địch đánh nó ấy, nó sẽ tích cái totem này này. Đó, con totem góc này. Ấy. À ừ đúng rồi. Tôi không nghĩ. Tích cái con totem ở góc phải á. Con totem đấy nhá thì kiểu như là nếu mà đủ 4 con ấy. Đấy nó dùng chiêu này. Hoặc là kẻ địch đánh nó này. Cái này nó hay ở chỗ này đây, nó khiêu khích này. Nó khiêu khích thì địch sẽ phải đánh nó. Mà địch đánh nó thì cái totem này nó sẽ tăng. Totem này tăng thì không. Còn là dình. Dình theo phần trăm máu. Vài đái. Đọc vài đái rồi. Mình chắc là không dùng chiêu nữa luôn. Đã chết rồi. Bọn này đối với mình coi như là người đã chết rồi. Đấy, bắt đầu. Bật điều hòa đi. Lấy ít nước lọc lên ngồi. Đây. Chúng mày không ăn choáng. Đấy. Tao hãy đéo hiểu sao chết. Độc ạ. Kinh nhờ. Kháng lên cao kháng càng kinh ấy. Kinh cái này. Làm một phát bay hết. Về hết năng lượng về không luôn. Về hết tốc độ về không luôn. Cái thanh này xanh xanh này thanh nhất tách 3 nha. Về hết không luôn anh em. Về hết không này thì tí là anh em biết cái gì không. Đấy là con này hồi chiêu rồi. Bọn này vẫn chưa có tỉnh. Đấy. Đấy luôn bình thường mình chơi là như thế. Thế này tại con Vam này sẽ kéo phục phục này. Đó. Hay nhá tỉnh xong rồi đúng không. Thì cái round này xong sau là có chiêu rồi. Là đi hết rồi. Là đi hết rồi. La đi hết rồi. Đó hồi chiêu rồi. Con này tỉnh nhá, anh em nhìn này, con này cái là hồi chiêu xong bố rồi, con này cái là tôi xong rồi này. Con này tỉnh cái có khi còn game cơ. Đó, đây nhá, con này là đi nhanh nhất trong cái đống này rồi. Mà nó vẫn đéo kịp. Nó vẫn ăn giờ tăng tiếp. Chua. Cái chua. Em hệ cay chua. Mình tưởng con này tỉnh đúng không? Con này sẽ nghĩ là nó đang tỉnh đúng không? Mày tỉnh đúng không? Ok, mình nghĩ là mày tỉnh. Ngon. Mày tỉnh mới hết năng lượng luôn. Tốc luôn. Xong rồi đấy. Tầm cái này gần cút hết rồi. Máu rồi. Tập thu nốt nhanh em nhé. Bạn này đánh ngưỡng vậy à? Đéo tỉnh được, đánh chết đấy chứ. Chết luôn. Mà không tỉnh thì bị đánh chết. Tỉnh thì bị đánh chết. Chết thì chết luôn. Xong rồi cho mình. Ngày trước đi. 27 level 35 mới mắc. Châu à, team châu, châu chấu này hơi căng á. Nào. Nhìn để luôn ý, để áo tu kìa. Đã chiêu đần chưa? Con này đóng băng đâu. Băng xong bọn kia đi trước. Úi dồi ôi. Chết vàm tôi rồi. Cái gì nhở? Cái áo tu nó ngu thế. Hay chưa? Tự nhiên mất 5 năng lượng. Em. Đây. Bọn này hệ này làm sao mà né được cái đóng băng. Đéo hiểu. Đéo mà chơi. Ui, nhưng mà con kia không gây được độc kìa. Chưa về mình có cần build lại chính xác không nhỉ. Gây được độc anh em ạ. Để gây độc là hơi thấp. Là tại nó mà chưa mắc cái chiêu ấy. Tỷ lệ gây hại nó hơi thấp nhỉ. Con đi rác này của mình. Để gây hại nó hơi thấp cái xe thôi. Số 2 nó. Khi chả ra dính.
nó kìa, độc nó nhiều kìa anh em nhìn. Yên, có hại chứ. Độc thì nó đây con này có hai à. Tăng nhá, đây là một trong những gọi là chơi nhất của game này đấy. Thì cái tốt một cái độc nào ấy, áo này cao quá. Cái con này dính pin nhỉ, cái con Tyron này dính ác luôn. Pin, pin ăn độc luôn. Kêu khích luôn. Luôn. Đánh luôn. Đánh luôn. Đau thế. Đau thật đúng vậy. Thế nhưng mà con này có cái dính độc nhỉ. Kinh vãi. Độc ấy. Dính chắc rồi đấy, đây có mỗi con này thôi. Mày mày đi đi xong rồi đây này trâu. Ui đéo chết mày chưa. Chết là may rồi. Nè. Nè. Nè mất con đóng băng rồi. Vừa ngồi. Ủa. Thôi 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 thôi. Đau thế. Cường. Tôi được cái kéo kéo thanh áp tách đâu. Con rắc đôn này này. Mà kéo thanh áp tách với nó là cúc. Kéo thanh áp tách là con khác sẽ. Con này nói chung là nó sẽ không ngon. Con này nó sẽ thành mày tự bóp mình. Khả năng là phải chơi con này à, đùa đấy. Trận này hơi khó chọn con để chơi đấy. Nhưng mà khả năng con này hoặc con này thôi. Này sẽ giảm tốc. Khó nhờ, đoạn này khó đấy, đoạn này mình con này hoặc con này thôi. Tôi lấy con này đi nhá. Lấy con này đi. Cái đoạn kia nó đỡ bị dần đấy. Đầu này thì không quan quan trọng lắm. Đầu là đánh được được rồi. Đầu là đánh được mang. Có cái đoạn đánh bọn Ragdoll nhờ, bọn bot kìa. Đấy là quái xịn đấy. Anh em ấy. Hà Nội xịn anh đấy. Con kéo tốc kia cái khi mình đỡ mệt hơn đấy anh em. Có clip phone thì đỡ. Con thì nó sẽ. Ăn nha. Con nào cao tốc nhất để đỡ lại. Đây.
À phát sinh. Chết rồi, có chết không nhỉ? Ui. Không sợ vãi. Không kiểu tưởng tượng mình sẽ chết đấy. Không, may quá. Cái này cầm hai búp cơ mày. Luôn búp hết luôn anh em ạ. Cho nó tiến. Thường. Ui ui rồi. Đoạn này chắc đánh tay bình thường. Có hai búp thì không chết được đâu. Ui. Đau tê. Ok chắc làm tốt này đi. Này đi. Ok. Mày. 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 Ok. Yêu lắm thế nhở. Yêu lắm vãi trưởng ạ. À. Mày nữa đi. Mày nữa đi. Cái này trước đi. Ý là làm phát hai sao tập bó em rồi nói buông tay là buông mày dính chiều cái ghê đâu đâu cái ghê đâu sao lâu tiếp này cái này này. Thì mày mèo tàu thế mày mèo ôi con này chắc chết rồi nhá thì không đánh đấy đâu ấy chết anh em ạ chết giờ nó không chết mình giờ đấy tưởng hai độc cũng chết à cái nào nhỏ nhất rồi chết đẹp luôn. Thích nhá. Ok, đóng băng tất cả lại này. Phải ăn con leo trước nhưng mà con leo nó chỉ xỉa đúng một cái thôi. Là cái mới luôn. Ui ôi. Quá nhỉ. Thế rồi lại có su. Ôi nó cứ vô này chết giờ. Em nó cứ ấy này chết giờ đấy. Ragdoll đánh úi trời. Ôi. Úp máu cho nó nhá, tại vì bọn này đánh hết nó mà chứ không đánh bọn kia đâu. Ok này. Cầm phát thế là leo đi rồi này. Xong rồi, chắc game này xong rồi á. Giờ chắc chỉ đánh mấy con này đi. Đừng cờ giết má ơi. Giờ dở người đấy, giờ ơi cắm mớp đấy. Để lại. Cứu chính mình. Có phát nữa không? Thế nhở. Ok chắc vẫn pin thôi. Đọc đi. Ui xồi. Nhưng mà ấy. Cái đéo bị dính đóng băng anh em ạ. Đang định nhưng mà lại có đóng băng. Mà lại có đóng băng nhưng không có đóng băng. Con này đéo bị đóng băng hả. Này đọc đọc con này đi không chết bây giờ. Con này nó cân được hết nha. Đọc.
thế thôi, cứ dọa người thôi, dọa người như thế thôi, rén rén ngang luôn. Có em rồi, nói buông tay, gặp buông thức tượng này nữa. Ấy chết, quên chưa check đội hình đã vào, bấm vào rồi. Mày chiến thuật ở đây chúng tôi là không có chiến thuật gì cả. Được phát ra ấy thế nhỉ, tầm cái này, tầm cái này có thêm cả hiệu ứng thêm dầm. Nhanh nhất được này thì nó có giảm, con này nó có giảm tốc ấy, cho nên bọn nào đi nhanh nhất thôi. Ê cái bọn này có xóa hiệu ứng nhá. Uầy chết rồi, bọn này nó có xóa hiệu ứng. Hiệu ứng nhầm nhầm này. Bắt nó là xóa hiệu ứng có lợi của kẻ địch ấy. Bọn cái bọn Clara này này phải là cái con Nguyễn Win này đọc nhầm ấy. À tí nó đánh xuyên qua hiệu ứng có lợi của kẻ địch mà. Con hưu à, hưu đấy. À tạm cái này thôi ấy, xuyên qua tất cả đấy, hưu vừa rồi ấy. Có nhờ là con kia lại hưu rồi. Này còn hưu nhá. Tinh. Nó đau đấy. Cái phần trăm máu nó đau đấy. Tiêm độc không? Tiêm thuốc. Cái này về cái thì mà sao lại đã đánh xong cái à, bo em rồi. Bắt. Con này không giảm tốc này. Này kháng hết luôn mà. Nó lại cho mình giảm tốc. Hết luôn. Chứ nó thật đấy nhưng mà nó hết thật đấy. Cần nữa. Nó là một cái lợi đấy, lợi đây này, đang không còn, đang không có còn. Yeah. Ui gần chết ra, ui bị kia đấm, nhưng mà bọn này nó sẽ chỉ đánh hệ win thôi, không lắm nó đánh hệ lửa. Con duy nhất đánh là con theo Marus hệ lửa, hệ này này, con này ra này chết rồi này. Con duy nhất mà có thể đánh này.
Không thì mấy con còn lại này nó hệ lửa ấy, nó sẽ tự động đánh những cái con mà nó hệ kiểu đối đối nghịch ấy. Đúng, trận nãy cho Fairy Light mà. Nó chỉ đánh Fairy mà. Đâu đánh mấy con khác đâu. Con Ragdoll ấy. Ragdoll, Ragdoll. Ragdoll đi giữa bàn đôn. Cô lắm nhỉ. Ăn stun hết đâu. Con này nó không bị stun ấy, khó chịu nhờ. Đấm hết cả cái đội hình của mình luôn đấy chứ. Ui nha. Ui trời ơi. Điên luôn. Cái trưởng. Rồi Vio đi. Phải Vio nha. Vio cơ. May quá con này nó đi tôn trước. Con này nó gõ quả mệt luôn. Này này. Trước này Vio đẹp chưa? Cứ phát này đẹp. Này Vio là đẹp đấy. Dầm phát đi, dầm phát này quan trọng hơn nữa. Cái máu. Con này nó kỵ hệ với con lửa này, nó cứ đánh con lửa thôi. Mỗi con lai này là nó kiểu như nó chả kỵ hệ với ai ấy. Đánh lại xì ngậu thôi. Con nước này nó kỵ hệ con lửa. Ấy ấy ơi ơi bị lú nha, lên cơn lú nha, tôi vừa bị lên cơn lú, kéo nhầm nhưng mà vừa vào game cái là nó xong cái này làm cho mình kiểu như hoang mang ấy. Trận ạ. À, what the f, vừa đánh cái tầng tư thì béo trời bao đốm. Ấy kìa. Nghe cứ ấn nào tu xong kê. Đến cái tơn kia là nó đần. Con đóng băng đéo dùng chiêu nhưng thấy không? Bot trong cái game nó ngu. Điên luôn. Nó không ra chiêu mà chẳng may nó. Giờ chẳng may nó giết chết con kia mình thì vũ luôn đi chứ. Thì rồi ra chiêu chưa? Giờ mới ra này à. Đi. Đóng tàu luôn. Đánh chết này luôn nhé. Này nó có giải hiệu ứng ấy. Lâu lại đi. Đừng đọc đi. Cái tê nó có giải hiệu ứng mà. Biết rồi đấy, biết hết rồi đấy. Điếu làm gì được. Ngủ luôn rồi. Bút máu bút miết hết vào. Cứ dù ngủ con kia mình ấy, khó chịu.
Tôi bị giảm đạm một cái nó đần luôn kìa. Đoạn này mình cần phải đánh nhanh ấy, tại vì xong rồi. Mình không muốn dùng chiêu để giành những cái tầng sau. Tiềm béo này. Lọt lưới ạ. Cá lọt lưới. Cá lọt lưới. Lọt lé. Ui đau. Để mấy con này nó chiêu đau đấy. Đâu đùa đâu. Lợn này. Trời ơi, độc luôn. Độc đến mấy, đến từ mấy người anh em lại hệ win luôn. Làm phát nữa cho. Độc thì đi rồi. Đặc đã đi rồi. Kìa lại xong cái kia rồi hả? Hay lại thua quái rồi, không nên. Quái nhỉ. Giờ tôi gặp cái trường hợp này. Tại bộ răn nó cho để đi farm mà này. Răn nó cho cái con đấy đeo ấy. Tôi lấy từ cái sự kiện đấy. Như là cái nhiệm vụ của nó. Là nó cho ấy mà. Trời đất ơi. Này nha anh em. Để xử lý. Ui. Đánh toàn bị kháng thôi. Đất thấp như thế này thì ổn luôn ý. Có đau nha. Cả boss nó cũng khôn nhỉ. Nó biết là không đánh ra vừa rồi luôn mà. Nha, bọn này nó cực ăn nha. Giảm tốc đi. Không có nào dính luôn. Giờ đã có đóng băng chưa? Ôi đóng băng chưa? Rồi. Nào nhờ. Thế đấy. Đi khá là ok. Level. Con này chưa mắc level tốt đi. Level đi. Có xoành điệu thì đi.